Dạ hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng Di động Thành Phú nha. Ngày hôm nay thì em sẽ lên nhanh một cái video nữa giới thiệu những cái dòng sản phẩm bên em vừa về cũng như là một số cái chương trình khuyến mãi bên em nha. Đầu tiên em xin nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Bên em là cửa hàng Thành Phú chuyên điện thoại giá rẻ và linh phụ kiện. Facebook bên em là, tên là Di động Thành Phú luôn nha mọi người nha, đang có 18.000 người theo dõi, sử dụng bằng trang fanpage. Mọi người cũng có thể là xem lại những cái video cũng như những chương trình giới thiệu mà hàng hóa cũng như là giới thiệu máy bên em bằng cách gõ vào ứng dụng YouTube hoặc là ứng dụng Facebook chữ Di động Thành Phú nha. Số điện thoại liên hệ mua hàng bên em đó là 0971 172 105. Bên em chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại này thôi nha mọi người nha. Và ở đây thì bên em có gửi hàng toàn quốc với 40.000 tiền phí vận chuyển. Thì quý khách hàng tin tưởng chuyển khoản trước thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển nha. Còn nếu như mình gửi cọc rồi nhận hàng thanh toán ấy, thì bên em sẽ phí vận ship nó sẽ là 40.000. Phí ship này thì bên vận chuyển người ta sẽ thu nha. Và ở đây thì để gửi hàng đi xa áp dụng cho những khách hàng mua hàng lần đầu ấy, thì bên em sẽ nhận cọc. Nhận cọc là để tránh những cái trường hợp bom hàng như thế này thôi mọi người. Đây là một tại vì có nhiều khách hàng hay hỏi là lý do tại sao phải nhận cọc ấy, là đây để tránh những cái trường hợp bom hàng như thế này. Tại vì có rất là nhiều khách hàng cũng như là có rất là nhiều cửa hàng người ta cạnh tranh bằng cách là người ta cho những cái địa chỉ ảo, những cái địa chỉ không chính xác, mình gửi hàng đến không có người nhận, cho nên là bên em mới nhận cọc cho mọi người nha. Dạ rồi, bây giờ mình vào luôn những dòng sản phẩm của ngày hôm nay. Đầu tiên thì mình sẽ đi với một cái đơn hàng bị bom về trước nha. Một cái đơn hàng mà bên em gửi đi gói rất là đẹp, nói chung là gói rất là đẹp nhưng mà bị gửi đi gửi về mọi người trong quá trình vận chuyển cho nên nó bị móp méo một tí nha. Nhưng khi móp méo nhưng mà hàng mặt hàng bên trong thì nó vẫn sẽ không sao, tại vì bên em gói bằng xốp hơi rất là nhiều nha. Tất cả các đơn hàng của em khi mọi người nhận hàng, mọi người sẽ được khui hàng kiểm tra ngay tại chỗ luôn. Ở đây bên em đều có dán tem nha, là xác nhận cho khách khui hàng và kiểm tra luôn, cho nên là mình không có sợ cái vấn đề kiểu như là mua gà gửi vịt đó không đúng như giới thiệu á. Tại vì nếu như không đúng như giới thiệu thì mọi người có thể là đòi lại tiền cọc ngay tại chỗ luôn, nhân viên giao hàng người ta sẽ trả lại tiền cọc cho mọi người luôn nha. Đấy, tức là mình đặt con máy A thì bên em gửi con máy A gửi đến, mà ví dụ như mọi người khui ra mà nó ra cái máy B á, đấy thì mình có quyền không nhận và mình đòi lại tiền cọc thôi, đâu có sao đâu. Đây, bên em gói hàng rất là kỹ nha. Đầu tiên nó sẽ là gồm có một bộ sạc cáp, một que lấy sim nè. Để đến sẽ là máy nha. Nói chung là máy thì bên em gói xốp hơi rất là nhiều, cho nên là chắc chắn thì nó sẽ cái trường hợp mà bể vỏ thì sẽ không bao giờ có nha mọi người nha. Nói chung là để gửi hàng trên mạng này thì em gửi đã rất là nhiều năm rồi, gửi hàng đi tỉnh đó, em gửi rất là nhiều năm từ cái lúc mà chưa chưa có mở bán online luôn ấy, thì bên em đã có gửi hàng đi tỉnh cho những khách hàng thân thuộc rồi. Tới bây giờ thời điểm bây giờ vẫn chưa có cái nào bể vỏ nha. Đây là ốp lưng nè, đây là một cái hóa đơn bán hàng kèm thời gian bảo hành bên em ở đây. Đây là một con 5S nha mọi người nha, một cái iPhone 5S. Cái này là hàng thanh lý ha, đấy 5S thì bên em nó đều là hàng thanh lý cả. Có giá sẵn cường lực luôn rồi nha mọi người nha. Một cây máy đẹp, cây này thì em thanh lý ra với mức giá chỉ có 650 thôi nha mọi người nha, 650. 5S thì tất cả nên đều được thay phản quang rồi và thay cụm cam trước cho mọi người nha, cho nên cái cam trước mình sẽ thấy nó hơi lệch lệch một tí nha. Đấy. 5S thì bây giờ camera này nó cũng nằm ở mức thấp rồi chứ không phải quá cao, nói chung là sử dụng chữa cháy thay một con máy trắng đen thôi. Những dòng này thì mình có thể sử dụng được YouTube, Facebook và một số tác vụ nhẹ cũng như là một số cái game nhẹ nha mọi người nha. Đấy. iPhone 5S nha, rất là nhỏ gọn, nói chung là làm một con máy phụ thì khá là ok luôn. Đấy. iPhone 5S nha. 5S. Ở đây em cũng có một cây nữa này mọi người. Đấy, ở nhà vẫn còn một cây đây. Đó, nó sử dụng những cái tác vụ như là YouTube nè, Facebook, Zalo nè, Google nè, đấy. Nói chung là những cái tác vụ cơ bản thì nó vẫn sử dụng được bình thường nha. Đấy. iPhone 5S nha, 650.000. Tiếp đến thì mình sẽ về với một cái dòng máy giá rẻ nữa, thì ở đây em có về được cái hàng Samsung A05 rồi nha mọi người nha. Đây là hàng mới hoàn toàn 100%, tức là hàng này mình sẽ được bảo hành chính hãng lên đến là 1 năm nha mọi người nha. Mình được bảo hành chính hãng lên đến là 1 năm. Ở đây thì em cũng đã kích hoạt sẵn một máy để khi em giới thiệu cho mọi người để làm cho nó nhanh đó mọi người. Đấy, kích hoạt sẵn một máy rồi. Dòng này thì bên trong nó sẽ không có phụ kiện gì cả, nó chỉ có kèm theo đó là một cái dây cáp sạc thôi. Đấy, một cái dây cáp sạc thôi nha mọi người nha. Đấy. Và ở đây thì bên em sẽ tặng kèm cho mọi người một cái củ sạc nữa, tại vì ở đây thì trong hộp của nó thì nó không có củ sạc, cho nên là bên em sẽ tặng kèm nha mọi người nha. Bên trong này thì nó gồm có thêm một cái que lấy sim nữa nha. Đấy. Và đây là máy nè, máy thì nó sẽ có cho mình là ba mã màu, mã màu đen, mã màu xanh cũng như là mã màu trắng nha mọi người nha, màu đen, màu xanh, màu trắng. Bỏ cái này vào cho nó gọn trước nha. Đấy. Đây là ba mã màu của nó nè, màu xanh nè, đầu tiên là màu xanh nè mọi người. Đấy, màu xanh. Em sẽ mở nguồn nó lên. Tiếp theo sẽ là màu đen nè và màu trắng.
Đấy, ba mã màu, nói chung là cái màu thì nó sẽ in hẳn lên cho cái hộp cho mình luôn rồi. Đấy, màu trắng này, màu đen nè và màu xanh nè. Đấy, trắng đen và màu xanh, đây là ba mã màu của máy nha mọi người nha. Dòng này thì nó là dòng giá rẻ rồi. Đấy, nhưng mà cấu hình cũng khá là cao, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Đặc biệt là máy mới mình được bảo hành chính hãng lên đến 1 năm nha mọi người nha. Màn hình của nó khá là to, 6.7 inch, tức là cái màn hình này tha hồ cho mọi người sử dụng luôn. Về cái thiết kế của nó cũng khá là vuông vấn nha mọi người nha. Đấy, nó thiết kế vuông nhưng mà nó không phải là vuông góc để mình cầm nó bị cấn. Đấy, nó không phải là vuông góc giống như cái hàng iPhone 5 mà mình cầm mình cảm giác là nó bị cấn những cái góc nhọn này. Cái này nó thiết kế vuông nhưng mà là vuông bo tròn nha mọi người nha. Cái lưng cái khung xương của nó sẽ bo tròn cho mình, cho mình có cảm giác cầm nó không có bị cấn tay. Đấy. Màn hình thì 6.7 inch. Quá to rồi, để cho mọi người sử dụng coi như là thoải mái luôn. Full tác vụ, 6.7 inch rất là to nha mọi người nha. Pin dòng này thì sẽ được là 5.000. Camera sâu của nha sẽ lên đó là 50 megapixel nha mọi người nha. Mình sẽ test luôn camera nha. RAM 4 bộ nhớ 64 nha. Dòng này thì nó là dòng đời mới, là mặc định của nó sẽ lên cho mình là Android 13. Đấy, mặc định sẽ là Android 13 và ở đây hệ điều hành Android của nó vẫn sẽ cập nhật được thoải mái nha mọi người nha. Đấy, rất là rõ ha, camera rất là rõ. Bên em đang bán ra thì với mức giá là 2.750.000, tức là nó sẽ rẻ hơn ở trên thị trường lên đến là khoảng tầm 600.000, nó khoảng khoảng tầm đấy. Đấy. Nhưng mà hàng hóa nó vẫn sẽ được bảo hành, và đặc biệt nữa mọi người sẽ còn được tặng thêm một chiếc ốp lưng và một cốc sạc nữa. Khi mình mua trong những trung tâm siêu thị á, nó chỉ có cái hộp máy này thôi, mọi người không có được tặng kèm cái gì khác cả. Bên em mua vừa rẻ hơn được 600.000 mà còn vừa được tặng thêm một cái cốc sạc nhanh kèm thêm một chiếc ốp lưng nữa nha mọi người nha. Đây là ốp lưng bên em tặng kèm nha mọi người nha, ốp lưng chống sốc nha. Đấy. Đây, chúng ta sẽ vào thông tin trên máy nè. RAM 4 nè, bộ nhớ 64, nó vẫn hỗ trợ cái RAM Plus, tức là cái những cái dòng này nó vẫn hỗ trợ RAM Plus cho mình là khoảng tầm 4GB RAM thì tương đương khoảng tầm RAM 8 nha mọi người nha. Nhưng mà với mức giá này mà sở hữu một con máy Samsung đời mới như thế này thì thoải mái nha mọi người nha. Đấy, nói chung là khá là hợp lý. Pin 5000. Đấy, pin 5000 hỗ trợ sạc nhanh luôn nha mọi người nha, màn hình 6.7 và độ phân giải sẽ là HD cộng. Nói chung là dòng Samsung thì nó khỏi chê rồi, về cái độ của nó thì khỏi chê ha, độ bền, độ trâu bò của nó đến từ thương hiệu của nó rồi ha. Dòng này thì sử dụng hai sim nha mọi người nha, với mức giá là 2.750.000, còn được tặng kèm thêm một chiếc ốp lưng chống sốc và một cốc sạc nhanh nữa nha mọi người nha. Tiếp đến thì ở đây em có được một cây Realme, đây là Realme 10 Pro phiên bản 5G nha mọi người nha. Đây là cái bản Coca. Đấy, Realme 10 Pro nè. Đầu tiên phụ kiện thì em sẽ có một chiếc ốp lưng trong này nha mọi người nha, một chiếc ốp lưng. Đây là sạc, đây là máy và một bộ sạc cáp trong này nha mọi người nha. Sạc của nó thì nó sẽ là sạc nhanh 33W, sạc Super VOC nha. Đấy, sạc 33W của Realme. Realme 10 Pro phiên bản Coca-Cola. Những cái bản Coca-Cola này thì thực chất nó là cái bản hồi đó nó sẽ gọi là cái bản giới hạn, nhưng mà về sau nó vẫn sẽ có nha mọi người nha. Cái bản này thì trên thị trường nó ít thôi, nó hơi ít thôi, chứ thực chất là về sau nó vẫn sẽ có, nó vẫn có cái dòng này. Dòng này thì cấu hình nó khá là mạnh luôn. Đấy, con này thì bên em đang bán ra là 3.600.000, phiên bản Coca-Cola, phiên bản đặc biệt nha mọi người nha. Bản này là bên em nó sẽ là bản 3 mắt cam, ở trên thị trường thì nó sẽ có cái bản 2 mắt cam nữa, tức là nó sẽ không có camera hỗ trợ thứ ba này. Đấy, đa số nó sẽ có 2 mắt cam, nhưng mà bản 3 mắt cam này là cái bản đặc biệt, nó sẽ mắc tiền hơn nha mọi người nha. Đấy. Hàng này thì bên em nó sẽ là hàng 99 luôn. Đấy. Hàng này là hàng 99 nha. Đấy. Pin dòng này thì sẽ được là 5.000 nha mọi người nha, pin được 5.000. Camera chính của nó sẽ lên đó là 108 megapixel. Đấy, 108 megapixel nha. Màn hình của nó vẫn là độ rộng là 6.7 inch. Độ phân giải của nó sẽ lên là Full HD cộng luôn nha mọi người nha. Độ phân giải sẽ là Full HD cộng luôn. Chip của những dòng này thì nó sẽ là chip Snapdragon, nó sẽ chạy cho mình là Snapdragon nha. Pin phiên bản là phiên bản 5G. Thiết kế vuông cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Cảm biến vân tay bên nút nguồn nha mọi người nha. Nó in một cái logo là Coca-Cola. Đấy. Đây. Sạc Type-C. Hỗ trợ hai màn loa nha mọi người, hỗ trợ loa kép nha mọi người nha. Realme 10 Pro. Màn hình của con này đặc biệt, màn hình của nó sẽ lên đó là 120Hz nha mọi người nha, tức là cái độ nhạy của cái màn hình này nè, nó sẽ lên cho mình là 120Hz cho mình chơi game nó gọi là thoải mái luôn nha. Mình sẽ vào cài đặt, giới thiệu mà em sẽ giảm bớt cái độ sáng một tí nha. Thông tin thiết bị nè. Đấy. Còn này thì bộ nhớ của nó sẽ là 128GB, chip là chip Snapdragon 690 5G nè. Đấy. RAM thì sẽ là RAM 6 cộng 5, tôi đưa khoảng nằm RAM 11GB. Em sẽ giảm thêm một tí độ sáng nha, tại vì con này cái độ sáng nó khá là sáng luôn. Đấy.
Đây, RAM là RAM 11, nói chung là RAM 6 cộng 5 tương đương RAM 11. Android của nó sẽ vẫn sẽ là Android 13 nha mọi người nha. Tương đương là RAM 6 GB và bộ nhớ 128 GB chip Snapdragon, pin 5000, hỗ trợ sạc nhanh 33W. Đấy. Full chức năng camera lên 108 MP, cảm biến vân tay nhận diện khuôn mặt đầy đủ nha. Với mức giá chỉ có 3 triệu 6 thôi. Ở đây mình sẽ check luôn cái camera của nó nha mọi người nha. Đấy. Khá là nét và đẹp nha. Nói chung 108 MP của cái dòng Realme này thì nó sẽ cũng cũng không bằng 108 MP của những cái dòng như là Note 20U hoặc là S21U đâu. Nhưng mà bù lại thì với cái tầm này thì mình thấy là trong cái mức tầm giá này thì mình quá là ok rồi. Nói chung là về camera trước sau, về chức năng, về cấu hình máy và độc nhất là về cái thiết kế, màu sắc rất là bắt mắt, rất là đẹp luôn. Đấy. Với mức giá thì chỉ có 3 triệu 6 thôi. Sở hữu một con Realme 10 Pro nha mọi người nha, phiên bản Coca-Cola. Tiếp đến thì nhờ cái hàng iPad thì ở đây em có được một cây iPad E2. iPad E2 thì ở đây em về cũng khá là nhiều. Như những cây này là những cây giá rẻ nè. Đấy, những hàng zin thì hàng zin bên em đây, đây là hàng zin này. Hàng zin bên em thì sẽ là 2 triệu 7 thì quý khách hàng sẽ được tặng kèm đó là một bộ sạc cáp và kèm theo đó là một chiếc bao da hở táo nha mọi người nha, một chiếc bao da xoay bảo vệ mặt trước mặt sau luôn. Đấy, một chiếc bao da và kèm theo một bộ sạc cáp wireless SIM. Bản này thì bên em nó sẽ là bản wifi 4G luôn, tức là những chỗ không có wifi thì mình có thể bỏ SIM 4G vào mình sử dụng nha. Đấy, wifi 4G, hàng zin đẹp như thế này, pin là pin zin theo máy bao trên 80%. Đấy, pin zin theo máy luôn, máy full chức năng không dính bất kỳ một cái tài khoản nào hết. Với mức giá sẽ là 2 triệu 7. Những con này về để như là học tập chương trình mẫu giáo này, tập đọc tập viết này, học tiếng Anh này, rồi chương trình cấp 1, cấp 2, cấp 3 và những cái chương trình học liên thông thì mình có thể đi có thể hoạt động học được thoải mái luôn nha mọi người nha. Bộ nhớ thì là 16 GB, nói chung là full chức năng giá trị và để về giải trí, về chơi game, những game nặng như là Liên Quân, PUBG Mobile, Free Fire Mobile đều có thể chơi được nha. Đấy, đều có thể chơi được trên nền tảng con này. Hoặc là những cái chương trình hát karaoke, Zalo, Facebook, YouTube, TikTok này kia nọ thì thoải mái nha. Với mức giá sẽ là 2 triệu 7. Và cũng là hàng E2 thì ở đây em có được một cây E2 em thu được của khách. Đấy, cây này là bị quản lý từ xa. Đấy, cây này là bị quản lý từ xa nha mọi người nha. Tức là cây này khi gửi cho quý khách hàng thì bên em sẽ cài sẵn những cái chương trình cần thiết thôi, chứ về mình không cài được thêm. Cây này quản lý từ xa và bị quản lý từ xa giống như là bị kiểu sao ta, tức là bị dính tài khoản vậy, nó kiểu như là dính tài khoản vậy đó. Nói chung là cây này về em tải những cái ứng dụng gì thì quý khách hàng cứ để vậy và sử dụng thôi, chứ còn nếu mà mình tải thêm nữa thì sẽ không tải được nha. Đấy, nó bị quản lý từ xa. Bởi vì tụi em đã ẩn cái thông báo quản lý từ xa rồi, đã ẩn hẳn rồi, đăng nhập vào iPhone iPad mình đăng nhập iCloud nhưng mà thực chất không đăng nhập được nha, không đăng nhập được. Ở đây khi gửi hàng đi tụi em sẽ tải sẵn, tại vì cây này nó bị quản lý từ xa, bên em bán ra chỉ có 1,4 triệu thôi. Tính ra là nó rẻ hơn một con máy zin lên đến là 1,3 triệu luôn, nó rẻ hơn 1,3 triệu, tức là khoảng tầm một nửa giá, nó rẻ hơn khoảng tầm một nửa giá luôn. Đấy, bộ nhớ vẫn sẽ là bộ nhớ mà là 16 GB nha mọi người nha, vẫn sẽ là bộ nhớ 16 GB. Chức năng thì nói chung là về full hết, mọi người về đừng reset, đó là ở đây khi tụi em cài đặt sẵn rồi á, quý khách hàng vui lòng về là không reset, có gì xài đó thôi. Đấy, còn chức năng thì bình thường, Zalo, Facebook khi gửi đi em sẽ tải sẵn luôn, nhưng mà về là mình không có tải thêm được thôi. Đấy, mình muốn tải thêm những cái ứng dụng gì thì mình đưa ra ngoài cắm vào máy tính để cho những anh thợ kỹ thuật anh sẽ tải vào nha. Thì quản lý từ xa nha mọi người nha, giống như là bị dính tài khoản vậy đó, giống như là bị dính tài khoản vậy đó. Với mức giá chỉ có 1,4 triệu thôi, nó rẻ hơn một nửa giá luôn nha mọi người nha. Tiếp đến thì một dòng sản phẩm nữa, như quý khách hàng thấy ở đây thì hàng Redmi K40 Gaming, dòng máy để chuyên để chơi game cho những ai mà yêu thích về chơi game hoặc là những yêu thích những cái dòng máy gaming. Đây là một con máy K40 Gaming, cây này là chuyên dành cho mọi người chơi game luôn nha mọi người nha. Hàng bên em về thì nó sẽ là hàng 99, nó sẽ gần như là hàng mới luôn nha. Đôi này thì bên em gần như là hàng mới luôn. Đấy. Thì K40 Gaming thì nó sẽ có hai mã màu, một là mã màu đen, thứ hai là mã màu trắng nha mọi người nha. Đấy. Dòng này mà dòng mới kiểu như là hàng mới 99 như thế này thì nó rất là ít, còn hàng máy trần á, thì nó rất là nhiều nha mọi người. Trên thị trường thì đa số bây giờ những cái mặt hàng máy trần thì rất là nhiều, những cái mặt hàng như hàng 99 như thế này thì nó rất là ít nha. Đấy. Phụ kiện bên trong thì ở đây em sẽ có tặng kèm cho mọi người một chiếc ốp lưng. Ốp lưng này là bên em tặng kèm thôi, chứ thực chất bên trong hộp nó sẽ không có nha. Đấy. Và một wireless SIM. Tiếp đến thì sẽ là máy nha. Phụ kiện đi theo bên trong này như là sạc cáp thì vẫn là sạc cáp theo máy luôn nha. Sạc cáp bên trong thì nó đầu tiên nó sẽ gồm có một cái dây cáp sạc nhanh cho mình trước đó nè. Đấy. Tiếp đến thì sẽ là một cái cốc sạc zin theo máy, cốc sạc này của theo máy thì nó sẽ là 67W nha mọi người nha. Cốc sạc 67W sạc siêu nhanh luôn. Đấy, cốc 67W.
chúng ta sẽ bỏ những cái món phụ kiện nhà riêng một tí ha. Dòng này thì khách hàng yêu cầu bên em khá là nhiều, nhưng mà thực chất nếu mà lấy về mấy trần á thì nó có trên thị trường khá là nhiều để cái nguồn để mình nhập luôn. Nhưng mà những cái hàng mà full box mà hàng gần như mới như thế này thì thực chất nó rất là ít, cho nên là nhiều lúc quý khách hàng hay yêu cầu bên em lấy những cái dòng gaming về bán, nhưng mà thực chất thì em cũng muốn bán lắm chứ, nhưng mà lấy nó không có cái những cái nguồn nó chất lượng như thế này đấy. Đây là một con máy gaming, nói chung là về thiết kế thì những ai mà chơi game á thì sẽ biết được cái dòng này. Nói chung là đa số những khách hàng mà chơi game hoặc là xử lý ứng dụng á thì yêu thích cái dòng này, tại vì cơ bản là nó xử lý game gọi là toàn diện luôn, xử lý game xử lý ứng dụng toàn gọi là toàn diện luôn. Nó sẽ có nhiều cái nút tinh chỉnh cho mình nữa, màu trắng và màu đen thì tình trạng như nhau ha. Nó sẽ có nhiều cái nút tinh chỉnh, giống như là anh em mà chơi bắn súng á, thì nó sẽ có những cái nút như thế này để mình bấm trên này là mình ăn chắc người ta rồi, hơn người ta tới hai thế bấm rồi đấy. Nó sẽ có một cái cảm biến và một cái nút bấm ở đây, và những cái chế độ chơi game mình sẽ có cái nút gạt ở đây luôn nha mọi người nha. Đấy, hai cái nút gạt nè. Nói chung dòng này thì anh em có thể là xem review thì mình sẽ biết được, mình xem review cái dòng là K40 gaming này thì mình sẽ biết được. Đấy, gọi là siêu siêu trâu luôn, nói chung là chơi game là siêu trâu luôn nha. Con này thì màn hình của nó thì độ rộng sẽ là 6.6 inch, 6.6.7 thì mình cho nó khoảng tầm 6.6 ha. Đấy, độ phân giải của nó sẽ là full HD cộng. Màn hình chơi game thì cỡ nào nó cũng sẽ là 120Hz đúng không ạ? Đấy, 120Hz màn hình. Tỷ lệ màu của nó sẽ là 1 tỷ màu nha mọi người nha. Tỷ lệ màu của nó 1 tỷ màu. Đấy. Phiên bản Android thì ở đây mình khi gửi hàng đi thì bên em sẽ cập nhật hẳn cho mình, đó là Android 13, tức là cái Android mới nhất bây giờ nha. Cái đèn blast nó cũng làm theo cái kiểu gaming, mình thấy là cái đèn blast khá là ok nha mọi người nha. Đấy, hình sấm sét khá là đẹp. Ba camera sau nha mọi người nha. Camera sau thì sẽ lên đến là 64 megapixel. Cam trước thì nó sẽ có góc rộng của nó sẽ là 2.5 luôn. Đấy, cam trước của nó sẽ có góc rộng 2.5 và độ phân giải của nó sẽ là 16 MP nha mọi người nha. Dòng này thì nói chung là về chơi game thì chắc cú là mình không cần giới thiệu rồi, tại vì nó chuyên về cái dòng chơi game mà, nó là máy chơi game luôn rồi. Đấy, nghe gọi thoải mái luôn, hai sim hai sóng. Dòng này thì nó sử dụng màn loa kép nha, màn dưới và màn trên. Đấy, sử dụng màn loa kép và đây là khay sim nha. Tất cả bên em thì nó đều là hàng full box hết nha mọi người nha. Và về cái khay sim thì khay sim ở đây, sim của nó thì nó sử dụng giống như là những cái dòng mà iPhone 2 sim á, tức là nó sẽ sử dụng chung một khay nha mọi người nha. Đấy, khay sim 1 là mặt trước, khay sim 2 là mặt sau nha mọi người nha. Nó sử dụng là hai sim ở chung với một khay luôn, nó tiết kiệm cái diện tích rất là nhiều nha. Dòng này thì chơi game thì gọi là thoải mái rồi ha. Camera đẹp nữa, nói chung là làm một con máy chính khá là hợp lý luôn. Nghe gọi to rõ luôn nha mọi người nha. Dòng này thì loa cũng khá là to, loa kép mà. Camera rất là rõ, nói chung là camera gaming nhưng mà con này thực sự là rất là rõ. Không những đánh nặng vào cái con chip để chơi game nó mượt mà còn về cái cấu hình trên máy em thấy nó cực kỳ ok luôn nha mọi người nha, cực kỳ ok luôn. Đấy. RAM thì sẽ là RAM 8GB nha mọi người nha. Dòng này sẽ là RAM 8 cộng 3 thì tương đương khoảng tầm RAM 11GB. Và bộ nhớ của nó sẽ lên đó là 128GB nha. Đấy. Bộ nhớ sẽ là 128GB. Redmi K40 Gaming nha. Đấy. Rất là ok nha mọi người nha. Với mức giá bên em đang bán ra những cái dòng này thì nó sẽ là 4.450.000. Nó còn có một cái bản RAM 12 nữa, nhưng mà bản RAM 12 thì em thấy trên thị trường mà full box nó rất là ít, nó không có, gần như không có. Nên, còn bên em nó sẽ là bản RAM 8 và bộ nhớ là 128, với mức giá sẽ là 4.450.000 nha mọi người nha, 4.450.000. Redmi K40 Gaming, màu trắng cũng như là màu đen nha mọi người nha, đồng giá với nhau. Hàng thì tất cả đều là hàng 99 cả nha. Nên, khá là đẹp luôn, nói chung là dòng này là ai mà chơi game thì sẽ biết được những cái dòng gaming này. Tiếp đến thì mình sẽ đến với cái hàng iPhone 8 Plus. 8 Plus thì ngày hôm nay em sẽ có một cái chương trình rất là ok, rất là khuyến mãi cho mọi người luôn. 8 Plus bên em thì đang bán ra với mức giá, những con này thì em sẽ hỗ trợ với mức giá sẽ là 4.3 triệu. Và hàng này thì nó từng thay pin rồi, nhưng mà vì cập nhật á, bên em chạy cập nhật phần mềm mới nó báo pin bảo trì nha. Nó báo pin bảo trì nè. Đấy, nhưng mà dung lượng pin của nó lúc nào nó cũng là cao hết cả nha. Đấy. Và đặc biệt á, thì những bản này bên em đang bán ra với mức giá sẽ là 4.3 triệu và đã có phụ kiện như là một cường lực, một ốp lưng, một bộ sạc cáp rồi. Thêm nữa là ngày hôm nay em sẽ hỗ trợ cho mọi người thêm một dung pin dung lượng chính hãng luôn, pin chính hãng luôn. Khi mình mua kèm pin này em chỉ hỗ trợ là 100.000 thôi. Pin này thực chất bên em nhập vào là nó tới 230.000 lận. Thực chất luôn, đó là cái giá thật luôn. Và bên em thay tại chỗ cho khách thì sẽ lấy 50.000 tiền công, tức là 280.000. Đấy. 280.000 cho một cái pin của 8 Plus. Nhưng mà ở đây thì khi mọi người mua kèm máy này nè, 4.3 triệu đúng không? Mọi người mua kèm em chỉ hỗ trợ là 100.000 thôi. Tính ra là vừa máy vừa pin vừa phụ kiện chỉ có 4.4 triệu thôi. Cái cục pin này á, nó báo bảo trì nha. Cái cục pin này nó báo bảo trì.
Nhưng mà em đảm bảo cho mọi người cục pin này vẫn còn xài tốt luôn. Chứ còn nếu mà nó không xài tốt thì bên em đã thay rồi. Đấy, thực chất là như vậy chứ không phải là phải để kèm pin làm gì. Tại vì bây giờ cơ bản mà thay cái cục pin trong này ra là mình bỏ cục pin thì nó tiếc. Đấy, tại vì cục pin này nó vẫn còn sử dụng được chứ không phải là không sử dụng được, nó vẫn còn sử dụng tốt luôn. Cho nên là bây giờ mà bóc nó ra bỏ thì rất là tiếc. Cho nên là mình thay vì, nhưng mà nó đã báo bảo trì rồi, thay vì vậy em sẽ kèm cho mọi người một viên pin này với mức giá chỉ có 100 ngàn thôi. Thực chất luôn em nhập vào là 230 ngàn. Em nhập vào 230 ngàn và em thay tại chỗ cho khách sẽ là 280 ngàn, em lấy 50 ngàn tiền công. Thực chất là như vậy luôn nha mọi người nha. Đấy, pin này dung lượng 100%, pin chính hãng nha. Còn 8 Plus này thì nó sẽ là bản 256 GB, vân tay vân đồ là đầy đủ hết nha mọi người nha. Đấy, vân tay rồi là đầy đủ hết, bản Mỹ tất cả em đều cập nhật lên iOS 16 hết nha. Đấy, 256 GB nha mọi người. Đấy, cập nhật lên iOS 16 chỉ nó báo pin bảo trì, em cũng không hiểu lý do tại sao luôn. Đây, camera rồi là sắc nét đẹp hết nha mọi người nha. Nói chung là em bao tất tần tật hết nha. Đấy, camera này kia nọ thì em bao tất tần tật hết. Hai đã qua sử dụng thật nhưng mà tình trạng là máy em bao men zin vàng zin luôn nha. Đấy, được tặng kèm pin với mức giá hỗ trợ chỉ có 100 ngàn thôi. Ở đây thì tất cả các dòng máy bên em pin pin thay tại chỗ cũng như là pin của khách đem lại cho em thay, bên em đều lấy 50 ngàn tiền công tất cả các dòng máy nha. Ví dụ như là những khách hàng mà đã có pin rồi mà mình không có biết cái tiệm nào để mình thay, hoặc là mình sợ nó không uy tín hay là gì đấy, cứ đem đến trực tiếp cửa hàng của em, bên em sẽ nhận thay tại chỗ, thay trước mặt khách cũng được luôn. Đấy, em sẽ cho kỹ thuật làm trước mặt khách luôn và tiền công em sẽ lấy là 50 ngàn. Còn pin, nếu như quý khách hàng có pin thì đưa pin lại cho tụi em thay, còn nếu như quý khách hàng không có pin có thể đến trực tiếp bên em mua pin, với lúc nào pin bên em cũng là giá gốc hết, bên em báo thẳng luôn là tiền công sẽ lấy là 50 ngàn cho một lần thay pin. Đấy, còn pin mà từ những cái dòng như là iPhone XS trở lên á, từ những cái dòng X, XS trở lên là mình phải câu siêu pin á, thì những cái dòng đó thì bên em sẽ lấy là 150 ngàn tiền công nha mọi người nha, 150 ngàn tiền công. Còn pin quý khách hàng có cứ đem lại, tại vì những cái dòng đấy là mình phải câu siêu pin, tức là mình sẽ câu cái cáp cũ ấy, câu câu cái cáp cũ về thì nó mới lên phần trăm pin đấy, cho nên là nó cũng hơi phức tạp một tí, thì bên em sẽ lấy là 150 ngàn tiền công. Còn những cái dòng pin mà của 8 trở xuống này cứ đem qua lại tụi em lấy 50 ngàn tiền công, có pin hay là không có pin cũng vậy, kể cả là pin của iPad bên em vẫn chỉ lấy 50 ngàn tiền công thôi nha mọi người nha. Tiếp đến thì SE 2020 thì bên em cũng đã giới thiệu khá là nhiều rồi. Dòng này thì cấu hình như 11 Pro Max luôn. Đấy, SE 2020 em sẽ có màu trắng và màu đỏ thì đang bán ra với mức giá sẽ là 3 triệu 2 nha mọi người nha. Samsung Note 8 với mức giá sẽ là 3 triệu 2 luôn nha mọi người nha. Đấy, những cái dòng như là iPhone XR này, XR bên em vẫn có nha. XR em sẽ có màu trắng, màu đen cũng như là màu đỏ. Nói chung là những dòng máy này thì bên em có khá là nhiều. Đấy, tiếp đến như là C55. Đây là Realme C55 phiên bản RAM 8GB và bộ nhớ sẽ là 256GB. Ở đây em chỉ còn có đúng một máy thôi. Con này thì bên em đang bán ra là 3 triệu 600 ngàn. Nó sẽ gồm có cốc sạc nè, ốp lưng, kèm theo một bộ sạc Super VOC 33W nha mọi nha. Bản là bản màu đen, RAM 8GB và bộ nhớ sẽ là 256GB. Với mức giá chỉ có 3 triệu 6 thôi nha mọi nha. Realme C55. Dòng này thì em lên khá là nhiều rồi. Mọi người cũng có thể là xem lại những cái video review ha. Dòng này là mới ken luôn, nói chung là hàng như mới luôn ấy. Đấy, Realme C55 nha mọi người nha. Chỉ còn có đúng một cây thôi, nói chung là bản RAM 8 thì bên em chỉ còn có đúng một cây thôi. Và ở đây thì quý khách hàng mua hàng thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em, đó là 0971 172 105 nha. Thì bên em hoạt động từ 7:30 sáng cho đến 8:30 tối, thì bất kỳ thời gian nào thì quý khách hàng cũng có thể liên hệ trực tiếp cho bên em. Tin nhắn bên Zalo nhiều lúc là em không có trả lời hết kịp, thì rất mong quý khách hàng thông cảm nha. Tại vì thực chất bên Zalo bên em khá là nhiều tin nhắn, nhiều khi là tới khi mà em trả lời tới lượt khách hàng của mình thì nhiều lúc có một số dòng máy em đã bán rồi luôn ấy. Dạ rồi, em xin phép được kết thúc video trưa hôm nay ở đây. Em rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa nay của em. Mọi người cũng có thể là bấm vào nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo khi bên em lên video mới nhất nha.